Xin chào quý anh chị nhà đầu tư Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với video nhận định mã cổ phiếu hàng ngày của em Thư Thì nội dung chính của buổi video ngày hôm nay Em Thư sẽ phân tích về mã cổ phiếu NKG của công ty cổ phần thép Nam Kim Anh chị mình theo dõi video có thể là cho em Thư xem một nút like Cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của chị Phát ạ và anh chị mình cũng đừng quên là thả nhận cái quả tim màu tím bên dưới phần bình luận video để tăng cái độ tương tác cho video ngày hôm nay anh chị nhé ok cảm ơn anh chị mình rất nhiều và trong là mất thời gian quý chị nữa thì em thư sẽ đi vào cái nội dung phân tích À, đối với mã cổ phiếu Nam Kim cũng như là những cái mã cổ phiếu thép khác, khác như là Hoa Sen là HPG nè thì uh, trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay gặp áp lực chốt lời tương đối lớn anh chị ha. Về mã cổ phiếu Nam Kim thì trong khung tuần xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng thưa anh chị, tuy nhiên mình lưu ý ha. Đối với Nam Kim thì trong khung tuần em đã nói đi những em cũng đã có làm những uh, cái video khác rồi cũng có nói về mã cổ phiếu Nam Kim và có cảnh báo với anh chị mình là Nam Kim trong khung tuần nó đang có cái vùng kẻ 26.17. 17. và nếu như mà anh chị nào mình đang tham gia với vị thế ngắn hạn thì khi mà nó chạm về cái vùng móc cản này mình có thể là cân nhắc chút là một phần chút là một phần còn anh chị nào mình tham gia trung hạn á mà mình mua từ những cái vùng giá bên dưới thì mình cũng có thể là cân nhắc chút là một phần sau đó mình chờ nó phá cản để mà mình khâu về lại thôi còn anh chị nào mình muốn tham gia mới vào thì em nghĩ là mình nên chờ thêm anh chị nhé. Một là chờ nó break hẳn cái cản, hai là chờ nó test lại các cái vùng giá 21.47 vùng hỗ trợ bên dưới để mà mình tham gia với vị thế trung hạn. Thì đây là hai cái vùng giá những anh chị nào quan tâm mình có thể là cân nhắc tham gia được. Tuy nhiên thì anh chị mình cũng lưu ý là uh, trong khuôn tuần thì nam kim của mình một cam gây hiện tại nó đã tách ra rồi. Nên là cái lực tăng của nó sẽ không mạnh như những cái uh, tuần giao dịch uh, tháng 10 và tháng 11 rồi về mặt ngắn hạn trong khung daily thì nam kim của mình nó vẫn đang có một cái trạng thái khách sạn hút giá thì có thể là nó sẽ còn tiếp tục điều chỉnh về các cái mức giá 24.4, 24.38 anh chị mình lưu ý và những anh chị nào mà đang nắm giữ với vị thế ngắn hạn thì mình có thể là cân nhắc những cái nhịp hồi về quanh các cái vùng giá 25, 25.13 mình chốt là một phần anh chị nhé và nếu như mà nó có vi phạm cái vùng giá 20 24.3 24.4 thì khả năng cao là nó sẽ còn điều chỉnh về cái cái mức giá bên dưới là 23. 23 thì nếu như mà nó có điều chỉnh về các cái vùng này, anh chị mình có thể là cân nhắc tham gia với vì theo ngắn hạn anh chị đánh theo nhịp hồi thôi. Con này đánh nhịp hồi 25, 26.17 nếu mà mình muốn tham gia. Mình sẽ nói sơ qua về một cổ phiếu Hà Phát anh chị ha. Hà Phát thì hôm bữa có um, mua theo chiến lược breakout, tuy nhiên thì anh chị mình lưu ý là Uh, trong khuôn tuần hòa Phát thì vẫn đang có hỗ trợ 28 rồi và hiện tại mức giá nó cũng đã về 28 rồi anh chị mình lưu ý nếu như mà nó vi phạm thì mình sẽ chủ động một cơ cấu còn nếu như mà nó uh, có dịp hồi thì mình cân nhắc mình uh, cơ cấu một phần anh chị ha mình ra hàng một phần còn về trong uh, khung H1 thì vẫn đang được hỗ trợ tốt bởi vùng giá 27.8 thôi thì nếu như mà nó có điều chỉnh về ra thì mình, kén mình uh, theo dõi tiếp giờ nó có những nhịp hồi về 28.2, 28.3 để mà mình mình cơ cấu còn mà nó thủng mất luôn cái vùng 27.8 thì khả năng cao là nó sẽ điều chỉnh về cái tấm mốc sâu hơn cùng với 27, 26.5. giờ đó anh chị mình lưu ý đối với một cổ phiếu hoa phát anh chị nhé. Ok thì đây là góc nhìn kem thư đối với thị trường và đối với một cổ phiếu Nam Kim, nếu mà anh chị mình thấy video hữu ích có thể là cho em thư xin một nút like, cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh đi trên một câu chuyện phát. Và anh chị nào mình thích cái cách tư vấn của em thư thì mình có thể là về với đội em thư bằng cách mở một cái tài khoản chứng khoán mới SSI với ID là 2606 và cái mã giới thiệu thì em thư có để trên phần khung nền là Y550014. Và anh chị nào mà mình đã là khách hàng của SSI rồi mà mình vẫn muốn um, mà mình chưa có người đồng hành trên con đầu tư thì có thể là chuyển đi về em thư là 2606 anh chị nhé ok cảm ơn anh chị anh chị mình rất nhiều thì hoa phát cũng như hoa sen thì em thư có làm video cho mọi người rồi nên là hôm nay em thư chỉ nói về mặt cổ phiếu nam kim thôi và mình đưa ra một cái điểm lưu ý đối với một cổ phiếu hoa phát đó là cái điểm 28 là cái vùng hỗ trợ cái điểm 28 27.85 là hai cái điểm vùng hỗ trợ quan trọng của nam kim của Hòa phát thì nếu như mà nó có vi phạm thì anh chị mình có thể là chủ động cơ cấu tại cái vùng này anh chị nhé ok thì đây là góc nhìn kém thư cảm ơn chị mình đã theo dõi hết video chúc cho anh chị mình sẽ có một cái uh, buổi tối thật là vui vẻ và những cái ngày giao dịch thật là thành công anh chị nhé tạm biệt mọi người